dự đoán gì cho những cái rank mới này không ạ? À? Thì thêm được biết là bảng xếp hạng của hai rank đấu sẽ cực kỳ căng và các vị trí top đấu sẽ có cái sự thay đổi theo từng khung giờ phải không anh? Alright, so do you have any prediction for this new rank? As far as I know, the ranking of the first two ranks are extremely hot and the top position change every hour, right? Như thế nào nhỉ? FAMI là một thế giới minh bạch, là minh bạch. Tức là gì ạ? Tất cả các câu chuyện về mặt lối chơi, câu chuyện về về mặt các cái luật đưa ra cho quy định và cái phần thưởng là bao nhiêu ấy, thì chúng tôi đã đưa ra các luật chơi từ trước rồi. Thì còn mỗi người chơi sẽ thực sự là phải tự hoàn thiện bản thân, các bạn tự trang bị được kiến thức cho mình. Tuy nhiên cũng rất nhiều cái yếu tố mà đi trước cả may mắn nữa, các bạn quay số hay là các bạn làm cái nhiệm vụ mà ra được cái phần thưởng nó xịn. Đấy, thì nó cũng là yếu tố, những cái factor mà ảnh hưởng đến cái việc mà chiến thắng của các bạn. Nên là nếu mà để đưa ra dự đoán thì nó thật là FAMI cũng rất khó đưa ra dự đoán được. Chúng mình chỉ đưa ra được cái lối chơi, đúng không ạ? Mình kiến tạo của thế giới này và cái việc mà vận hành cái thế giới này nó phụ thuộc vào các bạn. Tức là phụ thuộc vào cái cách mà các bạn là sáng tạo ra lối chơi của mình như thế nào. Dạo này cư dân mạng cũng có nói hay nói đấy, người thành công thường có lối đi riêng, đúng không ạ? Và chúng ta tuần vừa rồi chúng ta cũng đã chứng minh là rất nhiều bạn có những lối đi rất là riêng và các bạn cũng đã giành được những phần thưởng xứng đáng cho mình. Thế thì chỉ một tuần thôi mà rất nhiều chiến thuật mà em hàng cũng như cảm thấy là đây là một cái cuộc chiến nó thực sự khốc liệt. Nó vui thì nó rất vui nhưng mà nó gay cấn cũng rất cũng không hề kém cạnh những cái chuyện về gay cấn giống như các cái game về mang tính đối kháng khác. Thay vì đối kháng các bạn trực tiếp với nhau thì các bạn đua các cái vị trí với nhau thì rất nhiều bạn làm tốt luôn, quá tốt. Có nhiều bạn ở những cái thời khắc cuối các bạn có những pha bứt tốt nó cực kỳ là ngoạn mục, thì cái đấy cũng là một cái mà FAMI lúc ấy thì đội FAMI team thì chỉ đứng nhìn thôi và tán thưởng các bạn thôi vì là các bạn làm quá tốt. Cái cách xây dựng ra lối thế giới này chúng tôi làm, nhưng mà cái cách mà vận hành thế giới hay các cách mà sống trong thế giới như thế nào là do các bạn. FAMI không thể rất khó để đưa ra được các dự đoán như thế nào cho cái top lần tới, bởi vì top là ra như vậy thôi, nhưng mà cái cách mà các bạn đua top ấy, nó sẽ lại là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể những ngày sau chúng ta lại có thể nói chuyện lại, chúng ta có thể cùng nhau kể lại với nhau, bởi vì là đến tại thời điểm bây giờ thì cũng nhiều bạn đang nghĩ được cái chiến thuật cho mình rồi, nên là FAMI không đưa ra được dự đoán gì cả, mà chỉ cứ chúc các bạn là sẽ có ngành cái thứ hạng cao nhất có thể đối với khả năng của các bạn. Vậy thôi, chúc các bạn may mắn nữa. I would like to translate the answer from Mr. Tung for this question. Related to the question, is he had any prediction for the new rank? So for me, it's a transparent game, a transparent world of gameplay, and the player will improve themselves to win. So we will not make any prediction. The world is yours. And get creative to win. Successful people often have their way to do what they need to do. And the former did it too. Just one with a lot of hidden tactics, and it feels like a real world, especially like when we just started from the last week, right? And even talking about it makes me feel bristly, because many of you did so well in the last hour, and many of you stay awake, bursting to the top. And the beauty of the FAMI is when the community will not know what the FAMI think and will do. And then FAMI is not sure how you will raise it. So I think this is one of the very creative way that our team have given you guys, right? Because as you know, that's when we review too many things about what we are doing to do. It couldn't make you guys feel excited and curious about the new session for the upcoming boxes or hero or even like different type of map and forest, right?